Xin chào anh chị các bạn đang theo dõi kênh Chợ Sài Gòn nha. Hôm nay buổi chiều tối ở khu Thủ Thừa Long An anh chị, em bắt gặp một cái vườn mai nằm ngay ở ngoài mặt tiền, ngay ngã ba luôn anh chị. Có rất nhiều phôi mai rất đẹp ở đây ha. Đa số em thấy dáng trực và dáng lông lắc lượng ở đây rất nhiều. Thì được biết ở vườn mai này, những phôi năm mai bữa nay thì giá rất là phải chăng và gốc tương đối là rất đẹp nè anh chị. Nhìn chung cây khá là lực á, thì em quay lại cho anh chị xem nhanh cái lô này để mình liên hệ với vườn của mình là vườn Việt Tiến. Đúng rồi. Xin chào. Đây là anh Việt và chị Tiến luôn nè anh chị các bạn ơi. Chào khán giả trên kênh Chợ Sài Gòn nha. Dạ. Anh cho mọi người biết cái địa chỉ, cái số điện thoại của mình ở đây luôn đi anh. Chỗ này là chỗ ngã ba gần cầu Bo Bo, gần cầu Bo Bo Thủ Thừa. Cái phôi này của mình ở đây là mình có mấy loại và những cái phôi này là dảo gì ở đâu vậy anh? Mình ra đây ngồi luôn anh. Rồi ok. Anh có thể giới thiệu về cái lô này luôn cho mọi người biết luôn. Hôm nay mình giới thiệu với quý khách là ba lô. Dạ. Một lô dáng lông mini. Hoành nó nằm tầm từ 19 tới 21. Với một lô dáng lông có tàn. Dạ. Mấy lô này là mình lấy ở đâu anh? Cái này vườn mình nằm ở bên khu vực Tân Tây. Tân Tây Thạnh Hóa Long An. Mấy phôi này là dảo gì anh? Này là dảo dảo của Tân Châu. Dảo Tân Châu bông thơm. Dảo Tân Châu hả? Dảo Tân Châu thì là bông nó cũng khá đẹp rồi nha. Bông nó được nó nằm tầm 7 tới 9 cánh là nhiều. 7 9 cánh ha. Những phôi này về mình chơi gì cũng được anh ha. Đúng rồi, chơi cái nào mình ghép đi ha. Đúng rồi, chi tàn có đủ thì mình chơi riêng, còn cái nào thiếu thì mình ghép. Tập những cái lô này là ở đây là ba lô. Những lô ở khu vực này là giá tầm khoảng bao nhiêu anh? Lô thứ nhất này là 750.000 một cây, 700.000. Xin lỗi. 700.000 ha. 700.000 một gốc. Là mình có ship cho anh. Bao ship luôn cho quý khách luôn. Cái này là mình có số lượng nhiều không? Em thấy cái này có số lượng nhiều. Gốc khá đẹp nha. Số lượng nhiều ha. Số lượng nhiều. Là 700.000. Rồi. Mình bao ship luôn. Bao ship này luôn. Tất cả đây là đều số lượng nhiều có hết anh hả? Có đầy đủ. Tại vì vườn mình bứng hết, bán hết thì mới bứng nữa. Vậy giờ em sẽ quay cho anh chị xem tất cả cái lô này bữa nay. Và anh chị nào mà muốn mua số lượng nhiều thì mình cũng liên hệ với ảnh theo cái số điện thoại của ảnh mới ghi ha. Thì những gốc này sẽ có thường xuyên nha anh chị. Và bây giờ mình vô gốc số 1 luôn anh. Rồi gốc số 1 luôn. Đây. Mình đo hoành đại khái nha. Dạ. Mình đo chính xác luôn đi anh. Rồi đây. 22 hoành. Rồi 22 hoành cứng luôn anh chị ha. Rồi. Gốc này bộ đế khá đẹp nha. Rồi chiều cao là 30. Hoành 22 chiều cao 30. Đây. Đây là mã số 1. Mình quay 3 vòng cái mình lên những rồi. Cây tiếp theo cho anh chị mình dễ xem nha anh chị ha. Rồi, đây mã số 1. Đường kính bầu luôn nha anh. Rồi. Đường kính bầu là 32 luôn. Đường kính bầu 32. Mấy gốc này ở đây là em thấy khá đẹp nên là anh chị nào thấy hợp nhãn là mình phải alo liền nha. Tại vì bữa nay em quay clip em phát lại nha anh chị. Rồi. Rồi mình quay thêm 2 vòng cái mình xuống luôn anh. Rồi đây. Đó. Tất cả những phôi này thì em thấy phôi số 1 không thấy có một cái sẹo gì hết nha. Đó, rồi. Đang cái này là xù, nó dáng xù, xịt mầm nè anh chị ạ. Cái này bao sống bao ship sao anh? Hình rồi, này bao sống bao ship toàn quốc cho anh em mình chơi luôn nha. Rồi, bao xuống. Lâu anh? Thời gian bao sống bao lâu? Bao sống 1 tháng. Bao sống 1 tháng. Rồi. Cọc thì sao anh? Với số tiền cây nào giá trị trên 1 triệu thì mình mới lấy cọc nha. Cọc còn khoảng bao nhiêu anh? Cọc khoảng 30% đi. 30%. Nếu mà cây giả sử trong hợp cây mà nó không lên xịt mầm hay là có trường hợp nó chết hay là sao đó thì mình làm đổi. Nào? Nếu mà cây bị chết là mình đổi cây khác. Đổi cây khác giá trị tương đương. Thời gian bao lâu anh? Trong thời gian 1 tháng. Trong thời gian 1 tháng luôn nha anh chị ha. Rồi. Rồi mình tiếp cây số 2 luôn anh. Rồi ok.
cây số 1 là khá đẹp. Đới vách chữ A nè anh chị ha. Dán lông. Rồi cây số 2 đây. Cây số 2 hoành 19. Cây số 2 hoành 19. Nhưng mà đặc biệt nó có sù, để nó sù thân. Đó, ai anh em nào thích chơi sù là lấy cây này. Rồi đo tiếp thông số khác luôn anh. Rồi. Chiều cao là 36. Chiều cao 36, hoành 19. Rồi. Cũ luôn anh. Rồi, rồi. Cũ đặt 35. Cũ đặt 35. Đó, đường kính bầu mấy cái lô này thì nó xem xem nhau xem hết. Xem nhau à? Dạ. Đường kính bầu 31. Đường kính bầu 31 anh chị. Cây này mã số 2. Mã số 2. Lô này 700 ngàn một cây. Rồi qua cây số 3 luôn anh. Rồi. Cây số 2 thì có tay cầm nha anh chị. Rồi cây số 3. Rồi cây số 3. Cây số 3 đang xịt mầm luôn rồi nè ha. Đường kính bầu là yêu quên hoành gốc là hơn 20. Hoành hơn cứng. 20. Rồi. 20 cứng anh chị ha. Củ đặt 40. Củ đặt 40. Rồi. Rồi. Chiều cao 30. Chiều cao là 30. Rồi mình quay hai ba vòng cái rồi mình lên cây khác luôn anh. Rồi. Đường kính bầu 31. Đường kính bầu xem nhau hết à. Đường kính bầu 31 rồi. Nha anh chị. Nằm tầm 30 tới 32. Rồi, thông mã số 3. Qua cây số 4 luôn. Mã số 4. Cũng đặc biệt có đuôi nha. Hoành gốc 20. 20 hoành. 20 hoành yếu anh chị ha. Rồi. À. Rồi. Cũ luôn anh. Cũ đặt luôn. Đây. Cũ 38, 39. 39. Rồi. Rồi. Chiều cao 40 nha. Cao 40. Đặc biệt có cái đuôi. Từ khoảng 35 cho tới 40 đó anh chị. Rồi đường kính bầu khoảng 30. Rồi. Rồi. Góc số 4 nha anh chị ha. Số 4. Lên góc số 5 luôn anh. Số 5. Góc số 5 thì mắc tre luôn anh chị. 21 hoành. 21 hoành. Mùa đế nè. Củ đế 40 luôn. Hoành 21. Củ 40 anh chị. Rồi. Chiều cao 45. Cao 45. Góc này rất là lực luôn anh chị ơi. Ừ. Nè, mùa đế nó ha. Đa số mấy cái góc này thì gió nó tầm khoảng anh đo một cái gió thôi cái cho mọi người xem được đường kính đúng không? Tầm khoảng gió 12. 10 tới 12 á, nó làm từ 10 tới 12. Rồi mình xuống cây số 5 luôn. Rồi lên cây số 6. Cây số 6 bộ đế đẹp. Bộ số 6 lực lắm nha. Hoành 18. 18 hoành. À, đo cũng hơi hở trên á, 18-19. Bộ đế đẹp lắm. Lô này của anh nhìn nó lực ra ha, gần lực. Giờ mình đo củ đặt đo đại khái rồi nha, không chính xác rồi. Số 6 thì rễ nó kính bầu anh chị. Rễ kính quá, tới 50 mấy lần. 55. Rồi, đó nè, cái đế nó rộng. Cao tầm khoảng 25-30 gì đó. À, 25 đúng rồi, 25. Chính xác. Rồi. Rồi, số 6. Xong mã số 6. Bầu đất này anh còn để xuống tầm khoảng 15 nha anh chị. Mã số 7. Đất này là mình lất gì anh? À, đất bên đó ta trồng xốp đất. Không? Đất mặt ruộng xốp. Nó xốp này là nó nhẹ. Hoành nó dẻo giống như đất sét. Hơn 20 tới gần 21. Thôi tính 20 đi, 20. 20 cứng nha anh chị ha. Rồi. Mình xem là mình biết rồi. Rồi. Lô này rất đẹp anh chị ơi. Cũ 38. 38 ha, 38 cũ. Rồi. Đây có tay cành. Cao luôn anh, cao đa số. Chiều cao là 29.
29. Rồi. Mã số 7 nha anh chị. Rồi, mã số 7. Lò quá đẹp luôn. Rồi, mã số 8 là cây gián trực nha. Có hai cây gián trực nè trong lô này thôi anh chị, hàng hiếm. Ừ. Trực cùng lực. Khoảng 21 đi. Rồi, 20 21 kiểu được anh chị. Đó. Rồi. 20 20 luôn. Đi, tính 20 đi cho dễ. Cao nè anh chị. Chiều cao là 36. Rồi, thoát thân nó tầm khoảng 10 nha anh chị. À. Năm gần 10 luôn ha. Rồi. Củ đặc luôn. Củ đặc. Rồi đường kính của đã bề quanh của đặc luôn nè. 35 củ đặc. 35 củ đặc. Cái này củ đặc mà nó còn bài ra ở dưới nữa là anh chị. Để chắc lắm. Để vừa đặt vừa bài qua ha. À, rồi. Nách nó nè. Đó, nách cũng có hiện tượng lên xù. Bể nách ha. À, bể nách. Rồi. Rồi. Cây này mã số 8. Mã số 8. Rồi, mã số 8. Em đang quay cái lô số 1 là đồng giá hết 700 ngàn đó anh chị. Mình thích lựa cây nào mình alo lẹ anh chị ơi. Rồi, mã số 9. Mã số 9 đây ha. Cũng một cây trực nữa. Là cây cuối cùng của lô này á. Cây trực trong lô này. Hoành 20. 20 hoành anh chị. Rồi. Nói chung là nó nở giá chữ A nữa nha. Tay cành thác thân 15. Chiều cao 39. Chiều cao 39. Rồi. Ba chi cành anh chị ha. Rồi. Để trải nở. Ở đây cũng có cọng đế nè anh chị ơi, mà bị trộn dưới ha. Đúng rồi. Đó. Nè có cọng nó lòi ra nè. Rồi. Cây này mã số 9. Mã số 9. Củ đế khoảng 40. Để 40 hoành 20 anh chị. Rồi. Để xuống luôn. Rồi xuống. Rồi mã số 10. Chị hốc nguyên lô luôn cho rồi đi. À, ai hợp nhãn alo nguyên lô mình có giảm giá nha. Đó là hoành 20 hoành luôn anh chị ơi. 20 hoành luôn ha. Rồi. Đa số là đế nở giá chữ A hết nha anh chị. Cây này là lượng cây gọng C. Cây gọng C. Rồi cái đế nó hơi lớn nha, đế nó hơi lớn. Tới 50 mấy lần, 58. Đây anh để gọng C để cho anh chị xem cái gọng C nè anh chị. Đó, cây này rất cây đẹp. Gọng C đẹp lắm. Hiếm hiếm có cây gọng C. Cây này hàng hiếm ha. Rồi. Giật về đó anh chị ha. À. Cây này mã số 10. Mã số 10 đúng rồi. Chiều cao khoảng 31 nha. Chiều cao 31 anh chị. Rồi. Rồi, xong mã số 10 nha. Số 10 luôn. Lô này nãy giờ không thấy cây nào xấu luôn bà con. Rồi cây cuối cùng của lô 700 ngàn nha. Cây số 11. Cây số 11. Trong cuối cùng này vắng lắm nha anh chị. Đây 22 hoành. 22 yếu. Tính 21 đi. 21 hoành nha này. À, anh chị 21 ơi. 21 cứng ha. 21 cứng. Rồi cũ là 41. Cũ 41. Rồi. Trời ơi. Đây có tay cành nha. Nó bự lắm nha anh chị. À, đế nữa. Đế sổ. Anh xoay vòng cho anh chị xem cộng đế lực. À, đế. Đế lực lắm nha anh em ơi. Rồi quay chiều cao luôn anh. Rồi chiều cao của cây này là 43. 43. Rồi. Đây, cây này còn còn tay cành nha. Tay cành. Này nuôi tàng riêng được luôn. Có tay cành luôn. Mã số là số 11 mã anh chị. Mã số 11. Rồi mã cuối cùng của lô 700 ngàn. Rồi mình xuống luôn. Rồi, rồi giờ mình lên lô cao tiền xíu nha. Rồi. Cây này. Cây số 12. Cây số 12. Rồi cây này là báo giá là 1 triệu 2 nha. Bao sống 1 triệu 2 cây mai tàn anh chị. Tàn ngang của nó chắc khoảng cỡ 90, cao cỡ 1m2. Dán long nha. Đo lại chính xác nha. Rồi. Hoành. Hoành 22 cân anh chị ha. Rồi. Cũ nữa nè ha. Đây là nguyên cái đầu rồng luôn. À. Cái đầu con rồng. Hoành 22. Chiều cao là 115. Chiều cao 1m15 anh chị. Đúng rồi, 1m15. Tay cành điều rồi, nha. Tán ngang của nó luôn anh. Rồi, tán ngang luôn. Ờ, anh đo tán ngang ít vậy. Tán ngang bên này nó bự nè. À đây, ok.
Rồi tán ngang hết cỡ nữa là 85. 85 hết cỡ anh chị. Dạ. Rồi. À, nói chung là này cũng lo đại khái thôi. Đường kính bầu của nó 30 luôn. Rồi đường kính bầu khoảng 30. Rồi cây này là 1 triệu. 1 triệu 200 ngàn. 200 ngàn. À. Quá rẻ anh em ơi. Một cây giáng long. Đang khỏe nha. Giót nó chút xíu rồi nha anh chị. À. Giót bằng ngón tay ha. Giót bằng ngón tay cái á. Rồi cây này là cho nó mã số luôn đi. Mã số 12. Tiếp theo cái số kia nhưng mà giá nó khác. Rồi 1 triệu. Rồi 1 triệu. 1 triệu 200 ngàn. 1 triệu 200 ngàn. Để cái lẻ quay trước rồi lát tới cái lô 1 triệu sau. Rồi cái này một cái phôi giáng long. Mã số 13. Mã số 13. Báo giá với anh em mình là 1 triệu rưỡi. 1 triệu 500 ngàn. Rồi cho thông số luôn. Cái rồi đây thông số luôn. Hoành 29 nha. Rồi, 29 hoành gốc hoành. 29. Cũ mình tương đối thôi anh chị ha. À, cũ thì tương đối tại nó tấn rễ thôi, mình tính 50 đi. 50 cũ. À, cũ 50. Hoành 29. Rồi. Chiều cao tới từ đây đang ra mạnh khỏe anh chị ha. Rồi đường ngay 41, cao 41. Tính từ mặt bầu. Này đường kính bầu là 40. Đường kính bầu 40. Này cái chân này hơi nhỏ ở trước anh chị nhưng mà vẫn có ha. Có chân luôn. Có chân chịu. Này mình chưa khai thác nhiều lắm, rồi nó còn sâu dưới sổ xuống. À, bộ đế nó còn sổ. Rồi mã số 13 nha. Mã số 13 giá 1.500.000. 1.500.000 anh quay thêm vòng nữa rồi xuống. Rồi ok. Đây, một con rắn lắc lượng, con thú lắc lượng rất là mập nha. Rồi số 13 mình xuống luôn. Rồi xuống số 13. Rồi tới cái lô này là đồng giá 1 triệu một cây nha. 1 triệu một cây. Đồng giá. Cây số 14. Cây số 14 1 triệu một cây. 1 triệu nha. Cây dáng trực anh chị ha. Cây dáng trực. Cao chắc khoảng gần 50 á. À. Xem cái hoành đó anh chị. Hoành gốc là 21 đi. 21 đo cứng luôn cho anh chị dư luôn ha. À, tính dư đi 21. Mình đo lại cho nó thoải mái. Chiều cao là 51. 51 cao. Rồi. Đủ. Rồi mình đo hết dòng đế nha. Cái bệ đế luôn. Bệ đế nó là 79. 79. Hết bệ đế luôn nha. Ờ cây này thắt thân tầm khoảng 20 hơi cao nha anh chị. À. Đấy, bên này thì thắt thân bên này. Đây, bên này. Này bên này thắt thân tầm khoảng cỡ 15. Khoảng 17 mười mấy à. À tại cành nó đây. Cũ đây. Mã số 14, 1 triệu đồng một cây. Tổng thể nó đây anh chị. Nè. Rồi thêm vòng nữa mình xuống cây lên cây 15 luôn anh. Rồi, xong cây 14 nha. Dạ. Cây 15 cũng là một cây trực luôn. Lùng lực. Cây 15 là cây xuất sắc nè anh chị. Hoành gốc đó là 22 luôn ha. Rồi. Đo cũ luôn đi. Thác thân 15 anh chị. Cái này cây cũ mắt tre luôn. Cũ đặt 38. Cũ đặt 38. Rồi. Đây cây mắt tre mắt chốc luôn nè. Chiều cao. Chiều cao 58. Cao 58. Rồi đây. Cây này đẹp. Mã số 15 nha anh em. Cây này tàn khoảng 45 50 luôn nha anh chị. Rồi, mã số 15. 1 triệu một cây. 1 triệu một cây. Cũ đẹp ha. Rồi. Rồi xuống luôn cây 16 xuống. Luôn anh. Rồi. Xuống 15. 16 là một cây giáng long. Phôi giáng long. Đế nơm rất là hầm hố nha. Có chân nha, có hai chân trước nè. Cái này mấy chân từng chân luôn. Đế hai tầng lớp, hai lớp đế. Trong một lớp mà trong dưới nè, lớp trong chân rõ ràng nha. Này cái đuôi nằm hơi thấp. Đó. Rồi mình đo thông số nè. Cây đang sống vui sống khỏe luôn nha anh chị. Thông số này tại cấn rễ không có đo sát được, đo trên đây là 23 nè. Đo giữa lưng. 23 yếu nha anh chị. Rồi. Giữa lưng là cấn rễ đây nè, không có đo sát được. À. Đó, nên là nó đúng là phải hoành cỡ 25 á. Rồi. Đó.
Còn cái nồi đế là đo hết nồi đế luôn. Cái nồi đế nó là 72. Nồi đế 72. Rồi. Chiều cao tính từ mặt bầu là 50. Cao 50. Đó. Đây này là mã số 16 nha anh em ơi. 16, giá 1 triệu luôn nha. 1 triệu luôn. Giá mềm luôn. Giá thơm anh chị ơi. À. Ai ai điện thoại trước thì chọn được cái đẹp nha. Rồi mình xuống luôn. Rồi xuống cái 16 luôn. Lên cái 17. Cái 17 là điện thoại liền anh chị ơi. Cái 17 này không có chần chừ gì nữa. Vừa tàn vừa đế. Vừa tàn vừa đế, cũ đẹp luôn. Cũ luôn. 18. Vành 18. 18 yếu luôn anh chị ha. À 18 yếu. Rồi. Rồi. Cũ nở ha. Rồi đế cũ của nó là đế bỏ điều rồi. Này, này kho này kho không có đo được, nếu mà đo chiều đo cao lớn lắm luôn anh, chiều cao gần mét anh chị ơi. Ừ. Có tay cạnh ha, chiều cao 90 95, 95 chiều cao. Rồi tay cạnh bỏ điều nha, có cái co rất là ăn tiền nha, từ dưới cổ rễ lên cái co nó tầm khoảng 5 xăng là anh chị ơi, xong rồi nó rồi. Bà, nó co ra tầm khoảng mã số 17 nha. Mã số 17. Mã số 17 là 1 triệu ha. 1 triệu đồng cây. Cây số 17 đáng đồng tiền bắt gạo anh chị ơi. À. Cây này đáng đồng tiền bắt gạo ha. Rồi mình xuống luôn. Cây 17 18 là một cặp nè. Hai cây này một cặp. Ai lấy cây 18 17 là phải lấy luôn cây 18. Rồi, đây, cây 18. Hai cây 18 cao hơn anh chị ơi. Cây 18 quá xuất sắc luôn. Cây 18 mũ đế quá xuất sắc. Cũng 18 yếu không? 18 yếu bộ đế anh chị ha. Nhưng mà anh chị xem cũ, con nôm nó nè. Cũ đế quá đặc. Vừa nôm vừa cũ đặc luôn. À, cũ đặc nó 38 nha. 38 cộng đế lực anh chị ha. Cộng đế đều. Anh xây cái cho anh chị xem con đế. Ồ, cộng đế thôi. Thôi rồi luôn. Nôm xuống là tầm khoảng gần 10 nha anh chị. Cộng lắc của nó nè. Rồi. Cây này thì nó cao tầm khoảng cỡ 1m2, 1m2, 1m3 đó anh chị. Tình mặt, đúng từ mặt bầu... 1m23. 1m23. Chính xác quá. Rồi cây này cây mã số 18 nha. Mã số 18. Cây này quá đẹp luôn ha. Rồi giao lưu với anh em mình 1 triệu luôn. 1 triệu. Sổ luôn. Cây này là coi như là tiếc lắm nha anh chị. 17 18 một cặp quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Rồi lên 19 luôn anh. 19 luôn. Đây 19. Một cây giống như rồng ba vậy đó. Cây này nè. Thì nó cũ. Cái này là chơi cũ ha. Đó, cũ, cũ đặc. Cũ tay cành ha. Cũ với tay cành với cái dáng lông lượng. Dáng lắc lượng. Cái này lắc hai gọng. Rồi 18 đi. 18 yếu luôn anh chị ơi. Rồi, đây 18. Cũ ở đây. Đây cũ đặc luôn. Cái này ai thích chơi cũ ha. Cũ 32. Chiều cao luôn anh ơi. Đó, cao nó tầm khoảng 1 mét không? Chiều cao 93. 93. Rồi. Mấy cây 1 triệu này cái tài của nó tầm khoảng 40 nha anh chị. Mã số 19 nha. Mã số 19 tài nó con lại tầm khoảng 40. Mã số 19. Rồi, tàn chi đầy rồi, đủ nha. Rồi, cây 20 luôn đi anh. Rồi. Cây 19 với 20 là đúng một cặp nó luôn. Cũ đặc. Đấy. Một cặp cũ chơi cũ ha. À, ai chơi cũ, ai thích chơi cũ ở chơi này. Đây, cây 20. 20. Cũ quá hoành tráng luôn, hoành của nó cũng tương tự luôn anh chị ơi. Tàn cây này thì hơi lớn hơn xíu ha, tàn nó hơn 50 nha. Tàn nó tầm khoảng 55, 60 á. Rồi, 20. Mã số 20 nha. Cũng 1 triệu nha. Xịt tụ, xịt mầm, mạnh khỏe luôn anh chị ha. Rồi, giờ mình đo thông số cho quý khách nè. Anh đo đi anh. Thác thân nó tầm khoảng 20 nha anh chị. Hoành nó 21 đi, tính 21. 21, đó, tính thư thả cho anh chị về. À. Mình đo lại ha. 21, chiều cao đó là 95. Cao 95, hoành 21, cũ đặc. Cũ đặc để mình đo thông số của đặc luôn. Cũ đặc là 34. 34 anh chị ơi. Rồi. Rồi cây này cũng 1 triệu luôn anh. 1 triệu luôn. 1 triệu luôn. Rồi mã số 20. Rồi để xong hết đi. Hàng nhỏ rồi. Giờ rồi. Hàng lớn có hai cây à. Hai cây à. Rồi. Hàng lớn hàng thôi nha. Rất là đặc sắc nha. Anh đây cho là hàng lớn rồi luôn đi. Hả?
cho thằng lớn là lên cây bên này luôn đi. Rồi, à, ok. Quay lần cho anh chị thấy hai cây luôn. Còn hai cây cúng cùi nè anh chị ơi, mau bóc máy lẹ lên. Ai thích hàng lớn thì mình đợi tới bút chót nha. Ai thích hàng lớn mình đợi tới phút chót, chốt lẹ liền cho em nha. Rồi đây. À, mình chơi cây nhỏ trước đây, cây nhỏ nhưng mà nó rất là đặc sắc nha. Cây này rất đặc sắc luôn. Bây giờ mình đo thông số cây cây phôi nhỏ trước nha. Cây này mình báo giá luôn là 2 triệu bao ship nha. 2 triệu anh chị xem rồi, đối với nó thôi rồi á. 2 triệu bao ship. Rồi cho thông số luôn nha. Này lắc hai vòng nha anh chị. Hoành gốc nó là 26. 26 hoành. Rồi. Đây có cái co lắc gắt, rất là gắt nha. Rồi đo tiếp thông số luôn anh. 26 hoành. Giờ mình đo cái nồi đế nha. Nồi đế nó coi như là hết cái bầu luôn á. Nồi đế muốn giáp bầu luôn anh em ơi. Nồi đế là hết cái bầu luôn rồi. Nồi đế là 132. 132, 26 hoành. Đo không có ấy luôn á, đo dùng thước luôn á. Cây này dáng nó hơi bay bay ra vậy ha. Đó. 2 triệu bao ship. Này giống như là lông bay á. À. Chiều cao anh, chiều cao. Rồi. Chiều cao tính từ mặt bầu lên tới cái đỉnh ngọn là 43. 43 chiều cao, 2 à. Triệu anh chị ơi. 2 cây triệu. Này muốn không có thắt thân luôn rồi nè. Bao đó. Ship. Này một cái co rất là lắc lượng. Đây anh chị. Đây. Nôm nó dài ha. Rồi. Nôm nó dài. Số nôm nó dài lắm. Đó. Rất lực. Rồi. Cây này quá xuất sắc luôn, 2 triệu. Rồi. Đường kính bầu luôn anh. Một đường kính bầu nó gần khoảng. Đường kính bầu nó phải 52. 52. Rồi. Rồi cây mã số 20. 20 mấy ta? Mã số 21. 21. Ủa phải hơn chứ. 20 rồi, cây 20 xuống đây. Đó, 20 là cây trực nhỏ. Cây mã số 21. 21, nãy mình đếm 26, giờ còn có 22 cây. Ở trong quá, cây 22. Trong à. Ở trong còn. Còn cây bự không? Rồi cây mã số 22 nè anh chị. Mã số 22 luôn. Hoành 34. 34. 34. À. Đây anh chị xem vết tích theo thời gian của nó nè. Đó, đây. Giống như nó muốn hiện tượng bể xù. Đường kính luôn anh, đường kính bầu luôn. Cây này ra hết bầu. Cái nồi đế đó là hết thuốc. Nồi đế ra hết bầu rồi ha. Nồi đế hết thuốc là 150 đó. Đo đường kính bầu luôn. Rồi. Đường kính bầu nó là 62. 62. Đường kính bầu 62. Thằng này là đúng một cặp luôn, chị thấy chưa? Hai mã số 22. Này, đây là giá 3 triệu bao ship toàn quốc. 3 triệu. 3 triệu bao ship toàn quốc nha anh em. Anh quay thêm hai vòng nữa đây. Rồi đó. Ok. Cây này cây xuất sắc luôn anh chị ha. Mã số 22. Mã số 22. 3 triệu bao ship toàn quốc. Đó, em đang quay chậm chậm để anh chị xem coi nó có bị sẹo dễ gì nhìn. Không ha. Rồi. Đó, cây này là cây hoàn hảo. Rồi, vô tiếp cây tiếp theo luôn anh. Rồi ok. 24, 22 rồi còn 23. Còn cây nữa à? Còn cây nữa ha anh. À. Rồi còn cây nữa thôi, để mình... cây cuối cùng. Còn cây cuối cùng nữa anh chị. Mấy cây này có tàn bán rồi anh chị. Mấy cây trồng bán rồi. Xin lỗi anh chị, em tới hơi trễ xíu để bị bán rồi, hết mấy cây rồi anh chị ơi. Cây này số cuối cùng là số 23 nha. Rồi mã số 23. Cái bầu nó còn xuống cỡ chừng 20, 25 nữa nha anh chị. Rồi mình đo luôn anh. Hả? Đo cây này luôn. Rồi đo xong số luôn nè. Số coi mấy cái mai này nè, mấy cái mai này mới đẹp nè. 27. 27. Ủa đế đâu nữa kìa. Dạ. Đo lấy đo là hết chứ bộ. Chiều cao nó là 1m15. Hoành 27, cao 1m15. Co lắc lượng đẹp luôn. Tàn ngang được 70 anh. Rồi để em đo cái tàn ngang luôn. Cho anh chị xem, đã co lại rồi anh chị ơi. Tàn ngang được 82. 82, nè. Cây sống vui, sống khỏe nha. Đó. Đây. Đế rất lực luôn anh chị ơi, mình xem hai vòng nữa cây ra một đế này nha. Ở trong bán rồi anh. Mấy anh vô thăm gạo đi, hàng sớm, hàng sớm. Rồi cây này xin báo giá là 2 triệu 6 bao ship. 2 triệu 6 bao ship anh chị. 2 triệu 6 bao ship.
Hoàng Thân 27. Anh cho lại cái số điện thoại cho anh chị mình liên hệ. Rồi số điện thoại là mình số một số, xài một số thôi nha anh em. Dạ, để xài một số. 0707 545 280. Gặp chị Tiến. À, chị Tiến. Tại vì bây giờ trên mạng có nhiều người lừa đảo lắm nên mình xài duy nhất một số đó thôi. À, để đặt cọc chuyển khoản. Anh cho cái vị trí ở đây đi anh. Vị trí đây là ngay chỗ dốc cầu Bo Bo, ngã ba dốc cầu Bo Bo Thủ Thừa. À, chỗ này nó hơi vắng nên là bữa nay em đi ngang qua cái anh chị thấy chỗ này thấy hàng độc lạ chưa. Mình nhớ tranh thủ mình alo liền nha anh chị. Ngoài ra thì chắc phải tuần sau ha anh bán thêm một số cái mai tàng loại này phải không? Rồi tuần sau mình có cái loại mai tàng chơi bông nữa. À tuần sau anh có thêm mai tàng. Đợt sau đi nay cũng tối rồi nên là nhờ anh Hồng quay dùm cái lô này để giới thiệu với anh em trong hội mai vàng toàn quốc. Dạ rồi, rồi. Tới đây em xin tạm kết thúc clip. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn ở clip tiếp theo. Chào. Rồi chào tất cả các anh em. Rồi. Rồi bye bye. Rồi.